Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Ok, câu chuyện ngày hôm nay thì Tân đã đăng trên fanpage một cái hình ảnh vào ngày hôm qua. Thì trước khi Tân vào câu chuyện thì Tân cũng nói một chút xíu. Cái thời gian Tân kể chuyện á, thì bây giờ là 12 giờ trưa, là cái giờ đúng ra là Tân sẽ đi ngủ. Tại vì là Tân phải làm thêm, là do nhà kế bên xây dựng quá lâu, họ xây chưa xong, mà mình thì mình cũng không thể nào mà mình làm phiền người ta được, phải để cho người ta xây. Cho nên rằng là Tân không thể kể vào những khung giờ tốt hơn. Thì thường giờ này khi mà kể chuyện á, bạn thấy tinh thần của Tân sẽ hơi mệt. Chứ không phải là Tân bị bệnh, Tân không có bị bệnh gì mà đến mức độ mà nó tiều tụy. Còn hình ảnh mà Tân ốm đi là tại vì Tân tập, mỗi ngày Tân đều tập hết để mình giảm ký cho mình khỏe. Cho nên các bạn có thể an tâm, không phải lo lắng. Thì hôm qua khi mà Tân đăng cái hình ảnh, cái phiến đá, cái phiến đá đó thì những ai mà chưa vô fanpage của Tân coi đó, thì Tân sẽ nói sơ. Cái câu chuyện này là ở một cái tỉnh. Cái tỉnh này là tỉnh hình như là Thượng Chí. Xin phép Tân coi tỉnh Thượng Chí. Nó thuộc Cáp Nhĩ Tân, thành phố Hắc Long Giang của Trung Quốc. Thì Thượng Chí là một cái huyện thôi ha. Thì ở đây nó có một cái sự kiện xảy ra tại một cái tòa án. Cái tòa án này là bị bỏ hoang từ năm 2011. Thì sau đó là một cái nhóm công nhân, người ta vào đây chắc người ta tu sửa lại. Thì có hai nguồn thông tin. Một là công nhân vào tu sửa, hai là họ chỉ đi ngang thôi. Thì họ mới thấy cái cửa của tòa án bị rớt ra một mảng. Một cái mảng tường nó rớt ra. Thì nó lộ ra một cái phiến đá chấn yểm. Thì người ta chụp lại, người ta mới đăng lên. Thì những người mà ta nghe chuyện ma của Tân là người Hoa ở Trung Quốc, người ta mới gửi cái sự kiện này đến cho Tân, cũng như câu chuyện đằng sau đó. Thì Tân mới đăng lên fanpage của Tân vào ngày hôm qua. Nhưng mà Tân cố tình Tân dịch đây là cái phiến đá trừ tà. Thứ nhất là cái câu chuyện nó chỉ là mở màn, tạo sự hiếu kỳ. Thứ hai, Tân muốn các bạn người Hoa, những người mà nghe chuyện của Tân, có thể vào dịch để cho các bạn khác người ta có thể coi, biết và người ta hào hứng hơn khi nghe câu chuyện ngày hôm nay. Thì có một cái bạn, Tân nghĩ là bạn dịch khá chính xác, cho nên là Tân sẽ đọc cái câu của bạn này là: cái phiến đá nó có ghi dòng chữ là khử tà giáng phúc, giàu sang đến trước mắt, chứng trạch chi bảo. Thì mình có thể giải nghĩa sơ sơ, nếu ai mà cảm thấy chưa đúng có thể vào giải nghĩa thêm. Khử tà giáng phúc có nghĩa là trừ tà, đuổi tà ma đi, phúc đức sẽ được ban tới. Còn giàu sang đến trước mắt thì phú quý giàu sang sẽ tới liền. Chứng trạch chi bảo là một cái thứ để chứng yểm mà nó có giá trị. Mình giải thích như vậy nên ai cảm thấy rằng mình có thể giải thích hay hơn thì có thể vào để bình luận các bạn ha. Thì Tân đã nói rồi, những câu chuyện ma thời gian gần đây Tân kể là những địa điểm, những nơi có thật. Nếu mà Tân đăng lên như vậy mà Tân kể y chang như vậy thì nó không có gì hấp dẫn các bạn hết. Cái vấn đề nó không nằm ở cái phiến đá mà Tân đăng hình hôm qua, mà nó là cái thứ nằm ở đằng sau và đối diện cái phiến đá đó. Thì Tân sẽ nói sơ về cái tòa án ở tỉnh Thượng Chí, ở huyện Thượng Chí này cho các bạn để mình hiểu thêm. Mình bỏ qua một bên, tư liệu mình đọc xong rồi. Thì cái huyện Thượng Chí này có cái tòa án bị bỏ hoang năm 2011. Khi người ta thấy cái phiến đá nó rớt ra thì người ta bắt đầu rất là lo lắng. Thì những người nhà báo ở đây, người ta liên hệ với vị chủ tịch của cái huyện đó. Thì vị chủ tịch đó cúp máy không trả lời. Và nói rằng là mình đang đi công tác, mặc dù là không có đi công tác. Và nói rằng mình không biết gì hết và không muốn trả lời. Sau đó nhà báo mới đi tìm hiểu xung quanh. Thì người ta mới phát hiện một chuyện là trước đây cái chỗ này là tòa án đã bị bỏ hoang. Nhưng mà trước đó nữa, nó là một cái bệnh viện từ thời xưa. Khi nó được chuyển công năng thành tòa án, thì có một sự việc rất là bất thường
mà người dân xung quanh người ta rất là lo lắng là chính quyền ở đây người ta đã cho một cái hệ thống camera giám sát và hệ thống an ninh, à, coi như là một con ruồi mà nó bay qua chỗ này cũng không được và quay hình lại tất cả mọi thứ ở cổng chính nha. Nhưng sau đó là người ta đóng cổng chính này lại luôn, người ta tự động người ta mở một cái cổng phụ và người ta tiếp dân ở cổng phụ, cổng chính không ai ra vô. Có nghĩa là bỏ một đống tiền ra để lắp camera thật là nhiều ở cái cửa chính, tăng cường an ninh một con ruồi không bay qua được ở cửa chính, xong đóng cửa chính lại cho người mở cái cửa phụ rồi từ đó tiếp dân ở cửa phụ. Thấy kỳ không? Quả vô duyên đúng không? Tại có lý do. Thì khi mà cái cửa phụ được mở ra để tiếp dân thì người ta đập một cái tường, người ta để cái phiến đá hồi nãy Tân mới nói vào. Nhưng mà thêm một chuyện nữa là khi để cái phiến đá vào thì đằng sau phiến đá có một lá bùa trừ tà. Đâm ra cái câu chuyện này được báo chí ở cái tỉnh thừa ở huyện Thượng Chí để rằng là bùa trừ tà trước cổng tòa án. Tại vì có nhiều người ta vào, người ta nghe câu chuyện chưa hết là người ta đã sồn sồn, người ta nghĩ rằng mình kể sai. Những cái mà Tân cho các bạn thấy là Tân muốn các bạn thấy, còn câu chuyện là hôm nay mới kể. À, thì trước cái sự việc đó người ta mới nhớ lại là những ngày xưa khi mà người ta tới đây để người ta xin những giấy phép dân sự mà người ta mở tiệm và kinh doanh làm ăn buôn bán thì người ta có thấy một cái dòng chữ. Cái dòng chữ đó là các bạn tới đây hay là tới bệnh viện này để mà các bạn làm việc thì hãy đưa và đem toàn bộ giấy tờ cho thừa phát lại. Thì thừa phát lại sẽ đem những giấy tờ đó đến văn phòng cần thiết cho bạn. À, thì những ai chưa biết cái công việc của thừa phát lại thì các bạn có thể vào Google bạn xem. Nói chung đây là một công việc của tòa án, là làm những vấn đề liên quan đến tòa án. Thì đây là một cái tòa án, tại sao lại để dòng chữ là tới bệnh viện? À, là thứ nhất là nó bị sai và thứ hai là khi họ vào đây họ không có thấy những cái người nào mà đi nhận giấy tờ như vậy hết, bị gì mỗi cái văn phòng nó đều có cái bảng ô tiếp dân, à, bạn muốn làm đâu thì bạn vô văn phòng đó, không có nhất thiết bạn phải đưa lại cho những người thừa phát lại gì trơn hết. À, thì họ không hiểu là tại sao cái phiến đá thì bị che lại rồi nhưng ngày xưa đối diện phiến đá là có cái dòng chữ đó, thì người ta không hiểu là dòng chữ đó viết cho ai, chắc chắn là ông phải viết cho dân rồi. À, là có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra như vậy. Thì sau đó là nơi này đóng cửa vào năm 2011. Nghe đến đây bạn thấy đủ chuyện bất thường rồi, à, thì báo chí mới vào cuộc và cái câu chuyện được lan tỏa thì bắt đầu thầy pháp ở khắp nơi, người ta bắt đầu có cái cơ hội người ta tiếp cận, người ta chứng yểm, người ta khơi ra câu chuyện để người ta biết nơi này là cái gì mà tại sao nó bí ẩn đến mức độ như vậy. Thì có hai vị thầy pháp là người ta tới đây để người ta làm bàn cúng và người ta xem thì người ta mới biết được một câu chuyện vô cùng quan trái ở đằng sau nó. Cái nơi này trước đây là một cái bệnh viện, vốn dĩ nó đã có những oan hồn, oan ức và ma quỷ và có rất nhiều người chết và bị xử tử ở nơi đây. Và nói trắng ra là vào những năm 1937 đã có một vụ thảm sát ở chỗ này. Nhưng mà thời gian thấm thoát thôi đưa, trôi qua thì không còn ai biết nữa. Nơi đây trở thành tòa án. Thì những người đầu tiên họ làm việc ở đây, họ đã biết ở chỗ này có ma. Và họ đã đặt camera tất cả mọi thứ để chi? Để cái cổng chính là họ đón những cái vong hồn ma quỷ vào và cổng phụ là nơi những cái vong ma đói họ vào đó để họ tái hiện lại cái cảnh mà họ bị xử tử, họ chết tại cái chỗ này. Thì trước khi họ đặt camera, trước khi họ làm bùa chứng yểm, trước khi họ có cái bảng đối diện cái bùa chứng đó thì mọi chuyện người ta chỉ biết theo kiểu rằng là người ta ban đêm có ma xử án hay là ma chết ở khu này, nó xảy ra rất là nhiều thứ sau 5 giờ tối. Đâm ra những người trong tòa án thời điểm đó người ta chỉ làm việc trước 5 giờ rồi người ta về chứ người ta không ở lại.
Thì sự việc như vậy nó đang bình thường trôi qua, không có cái gì là phức tạp hết. Người ta buộc phải sống chung với ma quỷ, vì đó là nơi có người mất. Cũng mời thầy về cúng rồi, nhưng mà trong cái sự gọi là giấu giếm, chứ người ta cũng không có công khai, không cho người dân người ta biết. Thì sau tất cả những cái việc đó thì có một ngày, cái ngày đó là có một cái anh này anh vô đây anh làm việc trong tòa án, và anh chỉ làm ca sáng thôi. Cái lý do chỉ làm ca sáng là vì anh là nhân viên mới, đâm ra là tòa án ở cái huyện này giao nhiệm vụ vào ca sáng nửa buổi là nghỉ, không có làm nữa. Thì có một cái lần ảnh dòng lại vào buổi chiều đi ăn hay làm gì đó, ảnh thấy cái tòa án này vẫn làm việc, cho nên ảnh mới vào đây và ảnh gặp những đồng nghiệp của mình. Ảnh mới hỏi là ủa các vị buổi chiều là công việc vẫn còn nhiều, thì cái đồng nghiệp mới nói rằng là công việc đây thì tất nhiên là phải nhiều, một cái huyện ngày nào cũng có những cái việc để xử. Thì ông nói rằng là tôi có thể làm thêm buổi chiều, bây giờ tôi rất muốn học hỏi, làm nửa buổi tôi không biết nửa buổi còn lại tôi làm cái gì, sao các vị không có cho tôi làm buổi chiều. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ, tổng hợp lại giấy tờ cũng như là làm mọi chuyện, tôi không có ngại đâu. Thì những cái người ở đây cấp cao đang thấy anh này nhiệt tình quá, nhưng mà người ta cũng không tiện nói rằng là buổi chiều có ma, cho nên người ta mới để cái chuyện là mới dặn anh này là làm nhưng mà đừng có về sau 5 giờ. Anh cố gắng anh tổng hợp giấy tờ, sau đó nếu tổng hợp không hết mai vô tổng hợp tiếp, anh không cần phải ở lại. Thì ông này thì ông không biết, ông không biết ông ở lại, mà ngày đó cái tòa án cũng không bảo vệ, các bạn nó không có ai hết trơn á đó. Thì lúc đó mới vô làm ở tại cái đó, thì sau 5 giờ ông này ông mới gặp một hồn ma nữ. Ông thấy cô này bước vô cũng làm việc ở đó, thì ông mới cảm thấy ủa sao cũng có một người con gái đẹp đến như vậy mà lại làm việc ở đó. Ông mới hỏi rằng là tại sao em làm ở đây, thì cổ nói rằng em là làm ở đây lâu rồi, em làm ở chỗ này lâu rồi, mà bây giờ em đang cần một số vật dụng, anh lấy giùm em được hay không. Đó, thì ông đi lấy. Thì hai người này biết nhau, biết nhau, và anh này anh bắt đầu anh thích cô này. Nhưng mà cứ đến hễ mà nói chuyện được một chút xíu đó thì cổ kêu anh này về, tại vì đây là giờ làm việc khác. Thì anh cũng hiểu là anh chỉ làm việc được đến khoảng là trước 5 giờ thôi, nhưng mà lần nào cũng nán lại sau 5 giờ đến 6 giờ mới về. Thì một tuần á, anh gặp được cổ 3 lần, những lần khác cổ không xuất hiện, một tuần chỉ gặp đúng 3 lần thôi. Và dần dần cái tình cảm giữa anh này và cô này gắn kết với nhau, và họ bắt đầu họ yêu nhau. Và cái tình yêu này nó nảy nở các bạn, nó nảy nở, và ảnh dẫn cô này được đi về phòng trọ của ảnh luôn, và cả hai kết duyên âm và nảy nở tình cảm với nhau. Và cô này cổ cũng đồng thuận cái chuyện rằng là nếu như quen 2 năm thì hai bên sẽ lấy nhau, và cổ sẽ giới thiệu cha mẹ người thân cũng như là dòng họ cho anh này. Thì họ mới quen được có 1-2 tháng thôi đó. Thì anh này mới vào trong chỗ làm á, anh rất là vui. Thì một ngày đó là may mắn, anh mới lên anh gặp thủ trưởng của mình, anh mới nói rằng là em muốn được xin làm thêm ca đêm, bởi vì làm ca đêm ở đây á, thì cũng có nhiều đồng chí này kia là làm ở đây, cho nên em muốn được làm ca đêm ở đây. Thì cái người thủ trưởng hết hồn, nó nói ủa anh là làm ca sáng ca chiều, trước 5 giờ anh phải về, thì tại sao anh lại đòi làm ca đêm, ca đêm thì đâu có ai đâu mà làm. Anh mới nói với người thủ trưởng rằng là có ca đêm em thấy cũng có một số người vào đây làm cũng đông đúc, và đôi khi em thấy cái người mà em thích đó, cái cô gái đó cũng làm về văn phòng ở chỗ đó như vậy đó. Thì cái người thủ trưởng mới nhìn xung quanh, mới dẫn ổng ra, mới nói rằng là chắc có điều anh không biết, ở chỗ này á, ban đêm là ma nó ở, và có những vụ án oan, những cái chết lặp đi lặp lại vào ban đêm, cho nên chúng tôi không có cho nhân viên làm việc sau 5 giờ. Và anh là người mới, đâm đám tôi không biết cách nào để nói cho anh biết nơi này có ma, coi chừng cái cô gái mà anh gặp không phải là người, anh phải kiểm tra lại anh với cổ đã có gì với nhau hay chưa. Cái người thủ trưởng nói vậy thì anh này không tin, anh không có tin, anh nói không, cổ là người em nắm tay được, em vẫn đi chơi được, em vẫn về nhà trọ được. Thì người thủ trưởng mới nói rằng là không, ở đây không có một người nhân viên nào mà làm việc ban đêm.
Tôi khẳng định với anh, và nơi này ngày xưa là bệnh viện, là nơi mà người ta bị xử tử và có những gia đình bị thảm sát ở đây. Cho nên nếu như mà anh lỡ yêu ai, anh về hỏi thầy hoặc là anh tìm lại những người trong phòng trọ hỏi xem họ có thấy anh dẫn cô gái nào về hay không. Thì các bạn biết cuộc sống của anh này vào những năm tháng nó cũng tương đối khép kín. Một cái người mà họ chỉ dồn tâm sức vào làm việc thì chắc chắn họ phải có một cái hoài bão hoặc một cái quá khứ, một cái hoài niệm gì đó mà họ không có bạn bè. Anh này cũng thuộc dạng cô đơn, thì khi anh về anh tìm hiểu lại thì người ta mới nói rằng là thấy anh nói chuyện có một mình thôi. Có những lần anh nói là anh dẫn người yêu về mà đâu có thấy đâu. Thấy vô phòng nói chuyện một mình rồi tối mở cửa tiễn người yêu đi. Thì đó là ma các bạn. Thì cái mối tình này anh phát hiện là anh là yêu ma. Thì thay vì anh sợ, thay vì anh bỏ đi, thay vì anh làm lễ cắt duyên âm, thì anh dòng lại để anh tìm cô này. Anh mới hỏi thẳng cô này có phải là ma không? Thì cô này mới trả lời em là ma. Tại sao phải đúng một vài năm hay 3 năm gì đó mới gặp được gia đình? Vì thời điểm đó vong hồn gia đình mới về đầy đủ. Gia đình cô này bị thảm sát ở tại đó. Đâm ra là cổ không có cho gia đình hiển linh hay gia đình không về được từ địa phủ hay sao đó thì không gặp được. Mà cô này cứ ở đó để chờ gia đình mình quay về. Ở một cái thời gian định kỳ nào đó thì có thể là đó là ngày mất của gia đình người ta. Thì anh này ảnh mới yêu cổ quá. À, anh biết cổ là ma mà anh vẫn yêu. Anh vẫn yêu, yêu say đắm. Anh nói bây giờ làm sao để mà mình đến được với nhau. Thì cổ nói giờ chỉ có nước là cổ gặp được cái người đã giết cổ. Và sau đó người đó phải tha cho cổ. Có nghĩa là không có lặp đi lặp lại cái cảnh cổ chết, gia đình cổ chết nữa. Phải tha cho cổ, cổ mới đi đầu thai được. Thì đầu thai á, cổ sẽ cố gắng, cổ nhớ lại cái mối tình này. Để khi mà cổ làm người đó, cổ sẽ tìm về cổ yêu anh này. Nhưng mà bạn biết rồi, anh này lúc đó cũng đã ba mấy tuổi rồi. Nếu như cô này mà cũng có thể mà gặp cái người giết mình là một cái người lính Nhật nữa. Nếu như chứng yểm được, trừ được mà cổ đi đầu thai 18 năm sau mà lỡ bà không nhớ rồi làm sao? Ông này cũng già rồi. Đâm ra là quyết định yêu một linh hồn là ma. Cho nên sau đó là anh này đã treo cổ ở trong cái tòa án này để mất, là chết luôn. Để cho hai vong hồn có thể yêu nhau ở đây. À, thì chứng kiến sự việc này tòa án quá sợ. À, tại vì họ tưởng rằng họ kiểm soát được cái chuyện mà người âm ở đây bằng cách là họ không làm việc sau 5 giờ. Nhưng bây giờ đã có một thành viên trong tòa án đã chết vì yêu ma. Yêu một linh hồn là ma. Và đã viết một cái lá thư tuyệt mệnh gửi lại cho thủ trưởng của mình. Là em đã lỡ yêu cô này và cô này mất ngày tháng năm như vậy. Thì em cũng mất vào ngày tháng năm như vậy. Thì thủ trưởng nhớ cúng giùm em. Thì ông thủ trưởng này ông tự nhiên ông bị dính cái họa đó. Ông mới kêu người về làm cái phiến đá chứng yểm. Thì bên ngoài để cái dòng chữ là chứng trạch chi bảo. Để cho những ai thấy gắn cái tấm bảng đó vô. Người ta cũng yên tâm. À, kiểu giống như là đây là đá chứng thôi. Chứ đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà ai cũng thấy các bạn. Người dân mà. Người ta nhìn người ta thấy kỳ lạ là người ta để ý. Thì đằng sau cái tấm đó là một lá bùa chứng ma. Và đằng trước á, là một tấm bảng ghi rất là rõ ràng. Để cho những hồn ma sau 5 giờ. Có vào đây thì họ nhờ những ai đó để nộp cái hồ sơ mà để xử lý cho ma và hành quyết ma ở tại chỗ này. Riêng cổng chính là họ cho lắp camera đầy hết. Họ đưa canh phòng cẩn mật hết. Là giống như nơi đó là nơi những dòng quỷ dữ nó sẽ đi qua. À, và họ đã không chịu được cái áp lực tâm linh ở đây để họ đóng cửa cái tòa án này vào năm 2011. Thì cái sự kiện này á, được những cái người fan hâm mộ nghe Tân kể chuyện ma và hữu duyên gửi câu chuyện này về cho Tân. Và Tân có được cái tư liệu này. Thì sau câu chuyện ngày hôm nay, Tân sẽ up toàn bộ cái tư liệu này lên trên cái fanpage của Tân ở phần bình luận trong cái bài đăng đó. Để các bạn có thể vào, bạn có thể xem tham khảo và nó dành cho những ai mà mình biết tiếng Hoa. Tại vì họ viết bằng chữ Hoa hết, mình biết tiếng Hoa. Thì trong cái ekip của Tân, trong nhóm Tân thì bạn biết rồi. À, Tân có một thành viên nói tiếng Quảng rất tốt và biết tiếng Hoa. À, cho nên rằng là những cái tư liệu gửi về là Tân có thể biết và đọc được. Thì những câu chuyện ma Tân kể đa số là chuyện có thật.
nhưng có thật thì không thể nào mà nó dài như là một cái cuộn phim được. Một cái thời lượng Tân kể nó chỉ từ 20 25 phút thôi. Thứ nhất là mình dưỡng cái sức của mình. Va chạm chuyện tâm linh rất là mệt bạn, đặc biệt là những chuyện thiệt trong cái thời gian gần đây. Khi kể chuyện á, bạn thấy người nó vã mồ hôi mặc dù xung quanh là máy lạnh. Tại vì nó có những cái áp lực tâm linh thật sự nó đè lên người mình. Cho nên các bạn thông cảm giùm. Các bạn đã yêu thương Tân trong suốt thời gian rất dài thì bạn biết kênh kể chuyện của Tân không giống những người khác và Tân kể chuyện cũng không giống những người khác. Chính vì sự khác biệt đó, Tân mới được sự yêu thương các bạn đến ngày hôm nay. Kể dài dòng, kể dai, kể dẳng, nó không có ích lợi gì. Kể vừa phải, kể mà xúc tích, kể vô đúng câu chuyện thì người ta mới áp phê. Và câu chuyện của Tân, kênh của Tân lúc ban đầu thành lập là Tân muốn kể cho những bữa cơm chiều. Nó vỏn vẹn 15 20 phút để mọi người xong một bữa cơm chiều là mọi người có thể đi coi những chương trình khác để mình giải trí, mình vui hoặc là mình bàn tán câu chuyện ma này chứ không có mục đích kể thật là dài để câu like, câu view. Ha, thì Tân rất là mong các bạn hiểu và thông cảm cho thời lượng kể cho câu chuyện của Tân, đặc biệt là chuyện thiệt nó sẽ có thời lượng dài ngắn nó khác nhau. Thì bạn yêu thương thì có thể ủng hộ Tân và xong xong hôm nay, xong câu chuyện này, Tân úp toàn bộ câu chuyện tư liệu của cái phiến đá trừ tà này lên thì Tân sẽ bắt đầu Tân úp câu chuyện vào ngày mai với một tấm hình có thể là một người bồi không có đầu. Những ai mà cảm thấy cảm giác mạnh, thích có thể vô fanpage để nghiên cứu, xem và cùng bàn tán ha. Nhưng những gì các bạn thấy nó chỉ là cái các bạn thấy. Còn câu chuyện các bạn phải đợi khi nào clip lên các bạn mới biết câu chuyện kể về cái gì. Ha các bạn ha. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, hẹn lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.